Dạ, Hiếu Phan Vlog xin gửi lời chào thân thương và trân trọng nhất đến quý vị khán giả. Chào mừng quý vị quay trở lại với kênh thông tin tin tức của Hiếu Phan Vlog. Trước khi vào nội dung cho Hiếu gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị cùng với gia đình của mình. Lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc. Còn bây giờ là nội dung chi tiết. Hiếu mời quý vị cùng lắng nghe Hiếu chia sẻ. Dạ, xin kính thưa quý vị khán giả đến với nội dung trong video này thì Hiếu xin báo cho quý vị biết được một cái thông tin mừng. Đó, đó là cái thông tin mà Hiếu cập nhật được ở trên trang Facebook cá nhân của Lê Thanh Minh Tú, thưa vị khán giả. Với nội dung là luật sư Thiền An bên Bộ Vũ Trụ đã có đơn gửi đến Long An. Đó, thì ở trong cái đơn thư này thì bên phía luật sư đã làm đơn và gửi đến là bộ à, gửi đến trưởng công an huyện à, Đức Hòa thưa vị khán giả thì một cái dòng xa xết ở trang của Lê Thanh Minh Tú nói như thế này trên tinh thần thượng tôn pháp luật các luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thiện âm anh bầu vũ trụ đã có đơn khiếu nại gửi đến nhiều cơ quan chức năng để yêu cầu làm rõ nhiều vấn đề có những việc có những sự việc tưởng chừng như không liên quan gì thì dường như nay đã có câu trả lời nếu ai quan sát theo vụ theo dõi vụ việc này trong 3 năm qua sẽ thấy rõ tôi luôn tin tưởng pháp luật luôn công minh bảo vệ người dân đó, thì Hiếu sẽ để một cái video clip ở trên đây cho quý vị xem. Đây là một cái video clip mà Hiếu tải về từ cái kênh YouTube của Lê Thanh Minh Tú. Đó, thì rất mong là quý vị xem ủng hộ cho cái video này của Hiếu. Và sau khi quý vị xem xong cái video này thì Hiếu xin chia sẻ một cái bình luận của một vị khán giả nói về cái vụ việc mà có liên quan đến Thiền Am Minh bờ Vũ trụ, đặc biệt là nói về cái việc mà điều tra. Đó, hai nhân viên mà điều tra đó thưa vị. thì chúng ta gọi là điều tra viên đó, theo những gì mà luật sư Đặng Đình Mạnh chia sẻ đó thì hiếu cũng có đăng tải ở trên một cái video trước cái video này thì cũng rất là bức xúc. Đó, à, bên Thiền Am đó, là các thầy thay khai đó, một đường đó thì bên điều tra viên ghi một ngã xong rồi là ép buộc người ta là phải ký tên thật là vô lý đúng không ạ? À? Đó là những cái điểm mà bất cập không có đúng với quy định của pháp luật thưa vị. Luật sư cũng vô cùng bức xúc trong cái vụ việc này và đoàn luật sư của Thiền Em cũng đã có cái đơn thư để mà gửi lên là là à, gọi là khiếu nại ở bên phía chính quyền à, Quyền Đức Hòa tỉnh Long An thưa vị khán giả thì mời vị khán giả cùng đến với một cái đoạn video clip sau đây à, khi mà quý vị xem á đọc tới đâu thì quý vị bấm dừng tới đó nha bởi vì hiếu thấy là cái video này nó chạy hơi lẹ rất mong là vị thông cảm tại vì cái video này là ở trên cái kênh youtube của Lê Thanh Minh Tú mời vị cùng nghe nha cùng xem nha quý vị khán giả À, quý vị khán giả thân mến đó là cái đơn thư mà đoàn luật sư của thiện an minh bầu vũ trụ gửi đến cho trưởng công an huyện đức hòa tỉnh long an để mà xem xét lại cái vụ việc đó quý vị đọc xong thì quý vị thấy như thế nào ạ à? thì luật sư cũng rất là quyết tâm trong cái vụ việc này thưa vị nó theo những gì mà luật sư trình bày thì chúng ta thấy là những cái điểm mà chúng ta không thể nào mà mà tin được cái cách làm việc của điều tra viên cũng như là kiểm sát viên đúng không ạ à? thì cần phải lên tiếng thưa vị khán giả trong cái việc này thì luật sư thì cũng đã làm đơn và gửi để mà khiếu nại rồi đó đó là cái thông tin về cái lá đơn nha và tiếp theo sau đây thì Hiếu xin đọc một cái bài bình luận của một vị khán giả sau khi mà nghe luật sư Đặng Đình Mạnh là chia sẻ về cái vụ việc trong cái quá trình điều tra. À, đối với các thầy bên tiền am minh bầu trụ thì à, có những cái điểm bất cập làm cho chúng ta vô cùng bức xúc đối với à, những người điều tra viên cũng như là kiểm soát viên thưa vị thì à, vị khán giả này có tên là minh cao nói như thế này bạn hiếu thân mến đây không phải là một kết luận vô tình đâu là là mà là một sự chỉ đạo trực tiếp từ cấp trên của hai điều tra viên này cố tình gây áp lực cho luật sư khi đến làm việc với thầy hoàng nguyên theo yêu cầu của luật sư vì tôi có rất nhiều bạn bè và người thân làm trong ngành tòa án theo quy định của pháp luật thì khi điều tra viên và kiểm sát viên đến làm việc với nghi phạm và luật sư thì tuyệt đối không được phép làm việc riêng trong khi làm nhiệm vụ như nghe điện thoại điều này sẽ ảnh hưởng đến buổi làm việc điều tra viên này phải đi hai người sẽ nhờ người kia làm việc giúp mình trong trường hợp cuộc gọi đến rất cần thiết cho công việc điều tra còn không đây là vi phạm quy định của ngành tư pháp điều tra này cố tình gây khó dễ để à, nếu luật sư phản đối cách hành xử của mình để viết báo cáo cho cấp trên rằng luật sư đã cố tình gây cản trở cho điều tra làm việc với nghi phạm đó đó là cái bài bình luận của một vị tác giả tên minh cao xin cảm ơn vị tác giả rất là nhiều đã để lại bình bài bình luận này thì như những gì mà luật sư đặng đình mạnh chia sẻ trong cái buổi điều tra làm việc đó thì cũng có nói là cái ông điều tra viên đó thưa vị cũng như là cái ông kiểm sát viên hay gì đó thì trong cái quá trình mà điều tra đó thì liên tục ra ngoài để mà nghe điện thoại thưa vị khán giả đó thì đây rõ ràng là chúng ta thấy là họ đã làm sai hoàn toàn với quy định của ngành tư pháp rồi đúng không ạ? đó và thêm một cái nữa mà theo luật sư đặng đình mạnh chia sẻ đó trong khi mà mà lấy lời khai của thầy á thì không có tập trung thưa vị khán giả đó không có tập trung vào cái, cái cái sự việc nha đó mà hả, thầy khai một đường rồi bên à, gì? À, điều tra viên ghi một ngã rồi sau đó là đưa cho thầy hoàn nguyên nhất nguyên ký Thưa quý vị, đó thì trong khi đó thì các thầy rất là sáng suốt, đâu có ký thưa vị khán giả ngu dại gì ký mà những cái tội danh mà ghi ở trong cái cái tờ khai đó đó, trong cái văn bản đó đó thì nó không có nằm uh, gì vào cái cái phạm vi mà mà uh, pháp luật mà điều tra cho phép, đúng không ạ? Tại vì họ đâu có phạm tội gì đâu mà ghi vào cái tội đó, đúng không quý vị? Nó thật là vô lý. Đó thì luật sư rất là bức xúc nó và ông cũng nêu ra những cái quan điểm là là làm cho dư luận cũng rất là đồng tình với ông đó về cái việc mà ông đã chia sẻ thì qua đây thì cũng xin chân thành cảm ơn các vị luật sư rất là nhiều đã tận tâm tận tình để mà giúp đỡ về mặt pháp lý cho Thiền An đòi lại công bằng lẽ phải cho họ và cũng cầu mong là ba thầy sớm trở về với ngôi nhà của mình thì video hôm nay nó cũng như vậy thôi thưa vị cũng chưa có gì để gọi là mới mẻ cả, đó, thì có rất nhiều việc khán giả đang lo lắng và cũng cầu nguyện cho các thầy mau sớm trở về đoàn tụ với các bé nói riêng và gia đình thiền Am Minh bờ nói vũ trụ nói chung, thì chúng ta cùng cầu nguyện à và cũng rất mong là luật sư hãy giúp thiền Am hết sức mình, đó. Xin cảm ơn luật sư, xin cảm ơn khán giả rất là nhiều đã bỏ thời gian ra để ủng hộ cho cái video này của Hiếu một lần nữa cuối video xin kính chúc cho tất cả quý vị cùng với gia đình của mình lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe thân tâm an lạc gia đình hạnh phúc và thành công hơn trong công việc cũng như là cuộc sống khi xem tiện tay đăng ký kênh like và chia sẻ để lại bình luận để ủng hộ cho kênh hiếu phan ngày càng phát triển hơn xin cảm ơn quý vị còn bây giờ xin kính chào tạm biệt xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào trong những video mới nhất ạ